Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên tính tiền cho cái mô hình cát đá xi măng cũng như là cái mô hình cho vật liệu xây dựng. Đây là cái quản lý shop, thì mình mở cái phần mềm lên các bạn ha, mở lên rồi cái đăng nhập đây mình đang dùng admin và mật khẩu số 1. Cái này là mình có thể phân quyền, mình có thể dùng được nhiều cái account khác nhau, và mình phân quyền cho nên mình dùng được dùng nhiều cái nhiều người dùng, mỗi người thì có mật khẩu khác nhau và quyền quản lý khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ đăng nhập admin là mật khẩu số 1, mình bấm đăng nhập. Phần mềm của mình như thế này, đây là đang thể hiện cái giao diện bán hàng. Xong thì cả tên hàng hóa, in mã vạch, bản báo giá và tăng giá hàng loạt. Thì trong cái mục này in mã vạch á, thì các bạn in mã vạch dùng điều kiện dùng cái mô hình nhà sách và các siêu thị. Và hiện tại là mình sẽ dùng cái mô hình cắt đá xi măng như xây dựng, thì mình dùng cài đặt tên vô đây. Thì các bạn vào cái tên hàng hóa, thì đầu tiên là các bạn phải cài lại cái nhóm hàng. Mình sẽ làm cho các bạn thêm cái mẫu rất đơn giản, nhanh. Cho nên các bạn là tiếng Việt không, thì các bạn khi mà nhìn là bạn biết làm rồi. Thì mình tạo thử các bạn ha. Đây mình vô thêm hàng hóa, thì mình muốn thêm này như là 01, mình nhóm là nhóm cát, thêm tiếp tục nhóm 02 là xi măng, rồi thêm nhóm thứ ba là đá, rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ cài những cái thông tin mặt hàng của những cái nhóm này. Ví dụ như mình cài cát thì mình chọn nhóm cát trước này, rồi mình chọn, rồi mình cài, mình gõ tên, mình sẽ điền tên thông tin cát như cát size, thì rồi enter, mình bấm theo xe thì mình bấm xe và khối, mình bấm theo khối là mình được gọi khối, giá bán bao nhiêu tiền một khối. Thì trong phần mềm mình nó có nhiều mức giá khác nhau, như là giá 1, giá 2, giá 3. Thì giá 1, giá 2, giá 3 để làm gì? Có nghĩa là nếu các bạn bán khách lẻ, khách đại lý, thì các bạn cho như khách lẻ là giá như một khối là bao nhiêu tiền, như một khối là 50.000 ví dụ. Còn đại lý các bạn nói một khối là 48.000 ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ lưu đại lý, nó có đại lý cấp 1, cấp 2, như là cái cấp 1 là 48, để cấp 2 nữa là 49, vì 49 xong mình lưu lại F1 là xong. Mình cài thử hay các bạn thấy hay là mình cài xong này đó. Tiếp tục mình không cài cát nữa, mình cài là xi măng, mình cài mỗi nhóm một mặt hàng thôi các bạn thấy. Rồi xi măng mình cài là xi măng Hà Tiên 1. Rồi mình bán là bán bao, thì mình gọi chữ bao. Bao nhiêu tiền một bao? Quý vị bán lẻ là 88.000, bán đại lý là 87.000, đại lý cấp 2 là 87, là 86, cấp 1 là 87. Xong, lưu. Đó. Giờ mình cài thử mỗi một nhóm hàng, mình cài một mặt hàng thôi các bạn ha. Rồi tiếp mình cài đá, nhóm đá, enter, đá 12. Đó 12. Bán là bán khối. Rồi mình bán, ví dụ mình bán bao nhiêu một khối? Cái gì là 400.000 một khối. Mình bán giá đại lý cấp 1 là 390, 380. Cấp 2 là 390. Xong mình bấm lưu F1 xong. Đó. Thì các bạn thấy không, rất đơn giản. Thì hiện tại là mình tạo ra ba nhóm này, nhóm cát, xi măng, đá. Rồi mình đang cài là ba nhóm, mỗi nhóm một tên hàng, mình cài thử các bạn xem để mà cho nó nhanh thôi. Nhóm cát mình cài là cát xay này, nhóm xi măng là xay Hà Tiên 1 và nhóm đá là đá 12. Đó, hiện tại mình đã cài xong ba sản phẩm. Đó, hiện tại là mình chưa nhập kho. Giờ mình sẽ nhập kho các bạn luôn bây giờ. Nhập kho, các bạn vô kho hàng hóa này, kho hàng, nhập kho. Rồi mình gõ nhập kho, ví dụ mình gõ chữ đá,
thì nó sẽ là ra và hàng đá mình nhập rồi mình click vào đây thì hiện lên đá này mình nhập 50 khối, hiện tại mình bán là 400 ngàn một khối là bán lẻ và bán giá hai, giá ba, giá hai, giá hai là bao nhiêu? 308 và giá ba là 359. Thì bây giờ á mình sẽ nhập giá đầu vào, giá vốn đầu vào, ví dụ mình nhập 350 một khối thì mình bấm lưu không. Tiếp tục mình sẽ nhập là xi măng thì mình gọi chiếc xi lên để lên tất cả xi măng Hà Tiên thì mình bán ra là 80, giá 2 mình bán là 86.000, giá 3 là bán là 87.000. Thì bây giờ mình nhập vô có giá đầu vào thì mình nhập bao nhiêu bao, như là 100 bao mình giá đầu vào là 80.000. Tương tự như vậy mình sẽ nhập đá 12, nhập như đá 12 nhập rồi mình nhập là xi măng Hà Tiên nhập rồi, nhập cát xay nhập như là 200 khối đi, mình bán ra 50, giờ mình nhập vô là ví dụ mình nhập vô là 40.000 một khối, xong lưu đó. Thì các bạn đã hoàn thành xong là nhập kho xong là ba mặt hàng này xong. Khi nhập kho xong các bạn sẽ xem lại tồn kho của mình, lại vô đây tồn kho, hàng tồn kho này đó, mình xem tồn kho thì hiện nay mình nhập tổng số mình nhập là các xay là mình nhập là 200 khối này, xi măng là 100 bao và đá 12 là 50 khối. Tổng số tiền nhập vào, tổng số tiền nhập vào là 33.500.000 đó. Xong các bạn thấy không, là số tiền mình đang nhập vào hiện tại trong cửa hàng mình nhập vào hôm nay mình nhập bao, thì muốn biết chi tiết nhập bao năm nhập đây 33.500.000 đó, thì mình biết được là hôm nay là tổng số tiền nhập vào bao nhiêu rồi. Các bạn đã nhập kho xong, bây giờ các bạn bán hàng, bán hàng thì bán hàng thế này. Ví dụ mình cài, bây giờ mình giới thiệu cho các bạn xem là đại lý đi, khách hàng này. Bây giờ anh Trương Văn Thành này này, tôi sẽ cho anh Thành này là thuộc về đại lý cấp 1 thì mình sửa này, thì mình cấp 1 thì mình bán với anh Thành này giá nào thì mình chọn anh Thành này là giá 2 này, giá 1 là bán lẻ, giá 2 là giá 3 là cấp 2, giá 2 là cấp 1 mình lưu đó. Lúc này thì nó sẽ chọn anh Thành là giá 2, thì lúc công ty toàn cầu này tới mua hàng thì nó sẽ tự động nó bán cái giá đại lý mà không cần phải nhớ giá của khách hàng này. Tương tự như vậy mình sẽ cài thêm một khách hàng nữa, dự 0909 0909 313809 đi, rồi mình sẽ cài cái tên là anh Tiến, anh Tiến công ty giải pháp, rồi địa chỉ của mình chưa, rồi xong mình cũng lưu. Nhưng mà không bán anh này là đại lý cấp 1 mà cấp 2, có nghĩa là giá 3 mình lưu đó, nó sẽ bán giá 3. Thì mỗi khách hàng mình lưu giá nào thì khi mình bán hàng đại lý tới nó tự động bán giá đó. Giờ mình bán thử các bạn xem, rồi nhớ nha, giờ mình bán là hai khách hàng đại lý và một khách hàng lẻ thì nói thế nào. Bây giờ mình bán này, bây giờ mình bán lẻ, đầu tiên bán lẻ mình bán đá mình chọn một tên xuống enter, đó nó bán giá 1 thấy không, là 400.000. Thì hiện tại các bạn thấy này, thì hiện tại mình khi mình enter là số lượng thì mình nhập số lượng bao nhiêu, quý vị nhìn là hai khối thì mình sẽ bán là 400.000 một khối. Và hiện tại các bạn thấy không, là nó hiện số lượng tồn kho này 50 khối này, enter tiếp tục như vậy. Các có các sai mình enter mua là 3 khối đi, thì hiện tại các bạn thì số lượng tồn kho của các là 200 khối, enter rồi xong mình thanh toán. Thì tất cả khách hàng bán lẻ này này, khi mình bán không có tên khách hàng thì bán like thì nó sẽ bán là số giá là giá 1, mình đồng ý thanh toán đây, thì nó sẽ ra một hóa đơn thế này, thì có tên cửa hàng này và địa chỉ điện thoại đó, là tổng số tiền là 950.000 đồng, tên hàng, khối, số lượng, đơn giá thành tiền đó, là rất rõ ràng. Hóa đơn này rất rõ ràng, các bạn thấy đó, rất rõ ràng. Rồi bây giờ mình sẽ bán thêm một đơn hàng nữa cho một khách hàng đã đại lý, hoặc là mình bán cái đơn hàng nữa là đại lý cấp 1,
Rồi giờ mình vào mình bán. Mình gõ anh lấy cấp 1 vô, anh tên gì? Điện thoại 0909 là để cấp 1 như anh toàn cầu đây, anh mua mua hàng. Rồi là anh toàn cầu. Rồi mình bán này, đá. Giờ mình bán này. Enter. Thì các bạn thấy không? Khi mình bán cho lấy cấp 1 thì nó sẽ lên là giá 380.000 đồng, nó giảm hơn 20.000 đồng. Như ba khối enter tương tự như vậy, mình sẽ mới xi măng. Mới tên xuống xi măng enter thì nó bán là mình bán lẻ là nó 88.000, lấy cấp 1 là 86.000. Nó năm bao enter tương tự như vậy. Rồi mình thanh toán. Đồng ý. Lúc này thì thông tin này sẽ hiện lên khác là nó sẽ có tên khách hàng và số điện thoại, địa chỉ. À, thì lúc này nhân viên chỉ là cầm hóa đơn này đi đi giao, rất rõ ràng địa chỉ thông tin của khách hàng rất rõ ràng. Rồi thì mình không cần nhớ là khách hàng đó mua giá nào, mình không cần biết là mình nhớ khách hàng giá nào, nhưng mà phần mềm nó sẽ tự động nhớ khách hàng đại lý đó là giá nào, nó tự động bán. Thì một khi mà cần thiết á, là khách hàng chỉ cần điện tới hỏi lại giá những sản phẩm cần mua, thì lúc đó là người chủ chỉ việc là gõ tên khách hàng và chọn mặt hàng thì giá nó tự động hiện lên, thì mình báo giá luôn cho khách hàng, không cần thiết phải là lục lại nhớ là khách hàng đó là mua những cái giá cái mặt hàng đó giá bao nhiêu. Đó là nó lợi thế của phần mềm mình như vậy. Xong bây giờ mình báo một khách hàng thứ hai là đại lý cấp 2 này, thì giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ mình bán cái hai như 0909 là âm bên giải pháp, mình bán này, mình bán hàng dành bán này, đó đó này, bán giá thế nào đây? Đó, 309. Hồi nãy mình bán lấy cấp 1 là 308, bán lẻ là 400. Đại lý cấp 1 là 308. Đại lý cấp 2 nó là 359, tăng 10.000, mua 5 khối. Enter tương tự như vậy, C. Đó, 87.000. Hồi nãy mình bán đại lý cấp 1 là 86.000, cấp 2 là 87.000 và bán lẻ là 88.000. 5 5 bao. Tương tự như vậy mình bán là cáp. Đó, nó sẽ nhớ giá các bạn ha, nó rõ ràng. Và hiện tại này các bạn thấy không? Cái số lượng này, cái số lượng mà số lượng tồn kho hiện lên cho các bạn thấy này, đó là 197, 197 bao xi măng. Đó, mình bán lại, mình bán tìm tìm đá đi, đá enter. Các bạn thấy không, thấy này, hiện tại này xi măng Hà Tiên còn lại tồn 45 bao, mình bán thêm 3 5 6 bao nữa. Rồi xong, bây giờ khách hàng này nãy mình thanh toán hai khách hàng, mình thanh toán tiền mặt rồi, bây giờ mình thắng nợ cho các bạn xem ấy, là phần mềm nó có lý công nợ nữa. Còn trong trường hợp này, nếu các bạn muốn giảm số tiền cho khách hàng là giảm vào đây hoặc giảm phần trăm chỗ này, còn nếu các bạn muốn cộng VAT, nếu khách hàng có muốn xuất hóa đơn thì mình cộng VAT đây, như mình cộng VAT đây 10%, 10% V cho mình thanh thanh toán này, nếu thanh toán nợ thì cộng công nợ này, công nợ đồng ý các bạn xem đây. Đó. Tổng số tiền là 4.970.000, thuế VAT 10% là 497.000, tiền thanh toán là 5.467.000, rất rõ ràng. Rồi xong, các bạn thấy không, hóa đơn rất rõ ràng và khách hàng cũng rõ ràng. Xong mình thoát phần mềm ra, thì lúc này các bạn thấy trên màn hình phần mềm này, đó, thì ngày hôm nay, trong ngày hôm nay mình bán này, số tiền mình thu tiền mặt được là 2.520.000 đồng. Và tiền khách hàng nợ là 5.467.000 đồng. Đó, rất rõ ràng. Rồi khi mình bán hàng xong, có việc đầu tiên của cửa hàng là cuối ngày mình sẽ kiểm tra cái báo cáo doanh thu hàng ngày. Thì mình sẽ vào báo cáo này, có bán hàng. Rồi, thì các bạn thấy này, doanh thu thì hóa đơn. Hôm nay mình bán 3 hóa đơn. Hóa đơn khách lẻ là 950.000 đồng. Hóa đơn công ty toàn cầu là 1.570.000 đồng. Hóa đơn thứ hai là công ty giải pháp là 4.970.000 đồng. Rồi là khi mình thấy này, trong ba hóa đơn này có hai hóa đơn là tiền mặt. Đó. Một hóa đơn là công nợ thì nó hiện rõ mình thấy luôn, nó rất rõ ràng. Rồi giờ mình cũng biết là hôm nay mình bán ba hóa đơn này, nhưng ba hóa đơn này là chi tiết là mình bán những sản phẩm nào. Đó, mình vô bấm cái chi tiết. Đó, hôm nay mình bán này. Nhóm cáp thì bán được là các xe được 8 khối. Nhóm đá mình bán đá 1 2 là 16 khối. Và nhóm xi măng mình bán đầu tiên là 10 bao. Tổng số tiền hôm nay mình bán được là 7.490.000 đồng. Đó, rất rõ ràng. Rồi mình không biết là những khách hàng lợi nhuận lãi lỗ theo khách hàng cũng được, thì mình sẽ đây doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng, click vào đây tất cả đơn hàng này hành bán
đây thì hôm nay mình sẽ lợi nhuận là 770.000 đồng đó, sẽ lợi nhuận trên từng mặt hàng này. Hóa đơn các bạn thấy không, là lợi nhuận trên hóa đơn. Rồi mình muốn biết lợi nhuận trên từng mặt hàng, chi tiết bán hàng đây, doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng, mình doanh thu lãi lỗ theo chi tiết bán hàng, đây chi tiết bán hàng, lãi lỗ chi tiết bán hàng. Đó, hôm nay này mình bán, mình lãi số tiền bao nhiêu đây, trên từng mặt hàng. Các sale nào, thứ nhất mình bán lãi là 45.000, thứ hai là 30.000, đá mình bán là 90.000, đây 440.000 đồng. Tổng hôm nay mình lãi là 770.000 đồng. Đó, rất rõ ràng các bạn, rõ ràng. Đó, mình biết được để cửa hàng hôm nay lời bao nhiêu tiền. Rồi mình hôm nay mình biết được, bây giờ mình xem tồn kho. Mình vào hàng tồn kho này, mình bấm vô hàng tồn kho. Mình bấm nhập xuất tồn. Đó, nhập tồn. Thì đã biết được hôm nay này. Đó, xi măng cắt sai. Cắt sai này, các bạn thấy cắt sai này. Mình nhập vô 200 khối, mình bán đi là 8 khối, còn tồn là 192 khối. Xi măng Hà Tiên mình nhập vô 100 bao, bán đi 10 bao, còn tồn là 90 bao. Tương tự như vậy, đá 12 mình nhập vô là 50 khối, xuất 16 khối, còn tồn là 34 khối. Và mình biết được là hôm nay và tổng số tiền mình còn lại trong cửa hàng mình là 26.780.000 đồng. Đó, rất rõ ràng. Thì khi các bạn biết được số tiền tồn của cửa hàng thì mình biết cần cân đối là số tiền là bao nhiêu và cân đối để mà cái lượng hàng mình nhập vào nữa. Rồi để thống kê xuất bán, hôm nay mình bán được tổng số lượng bao nhiêu, đó, tổng số lượng bán và tổng số lượng tiền mình bán ra là 7.490.000 đồng. Rồi bảng thống kê nhập, đây thống kê nhập hôm nay nhập bao nhiêu đây, thống kê chi tiết nhập, đó, hôm nay chi tiết nhập cho cái gì, bảng kê phí nhập, đây tiền mặt là 33.500.000 đồng và lít double là xem là chi tiết nhập cái gì. Rất rõ ràng. Cho nên là phần mềm này đó, khi các bạn mua về thì nó là khi như còn cài xong thì các bạn quản lý rất là chặt chẽ về bán hàng, công nợ khách hàng và được tồn kho và chi tiết lãi lỗ hàng ngày, công nợ mình dư sẽ công nợ phải thu. Anh xem là thấy không, bây giờ anh giải pháp này đang nợ này, mình thích công nợ đang nợ này, công ty giải pháp đang nợ là số tiền là 5.467.000 đồng và nợ có đơn nào và những mặt hàng nào. Rõ ràng. Đầu tiên mình click vô thì nó hiện công nợ thôi, tổng số này, giải pháp này, nợ này, số tiền. Mình muốn biết là nợ những mặt hàng nào, ngày mua ngày nào thì mình click double nó hiện lên. Đó, ngày nào, lúc mấy giờ mua những sản phẩm nào. Rất rõ ràng các bạn. Các bạn muốn in thì in đây luôn, in ra miền, in luôn cho khách hàng xem. Mình in view màn hình xem, in view. Đó, in ra view công nợ cho khách hàng. Đó, rất rõ ràng. Bản đối chiếu công nợ công ty giải pháp. Rồi đó là mình giới thiệu cho các bạn tất cả là cái hệ thống cài đặt khách hàng